Welcome back to my channel, Lulu Life Vlog. Và bây giờ là Lulu đang ở trong cái xưởng á. Thì bây giờ mình sẽ bây giờ là cái giờ nghỉ trưa, 5 phút nữa mới bắt đầu tới giờ làm. Thì mình sẽ đi đây mình xem ha, xem ở trên lầu đây vẫn còn đang làm. Đó, mọi người bắt đầu chuẩn bị vô công việc rồi đó. Rất là rộng. Đó, ở bên hông nè coi. Rất là nắng. Đây là còn một phỉnh đất trống, chưa có công ty xây dựng. À, ok. Thì bây giờ mình sẽ đi vô đây mình xem ha. Máy lạnh xong rồi, máy lạnh xong không chị? Máy lạnh. Trời bụi. Sao phải ôm gì trời? Bụi rất là bụi các bạn. Đó, bên đó là cái công ty Potter các bạn. Công ty Potter. Công ty này cũng là công ty mới, mới xây. Trời ơi, đây cái ác xì cái gì chứ. Không coi rồi. Người ta bắt đầu vào công việc rồi đó. Lạnh đông quá, trời quá đất, tán loạn xiên luôn. Bữa giờ còn chưa xong nữa. Ok, và bây giờ mình đi xuống dưới đây các bạn. Xuống lại dưới đây coi.
phòng bảo vệ bên kia. Mới gắn kiến nè. Ok ok. Nắng quá. Ok, chào tạm biệt các bạn nha. Đi đây ngồi xíu nữa rồi đi một vòng nữa rồi bắt đầu mới đi qua xưởng cũ để làm bảo hiểm xã hội. Ok, see you later.